Ngày 2 tháng 2, tin từ Công an thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Quốc Hưng, 23 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1, Đại úy Đỗ Đức Huy, cán bộ Công an phường Phước Lộc, thị xã La Di cùng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cung đường diễn ra giải chạy Việt dã trên đường Thống Nhất, thị xã La Di. Lúc này, một nam thanh niên đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người Đại úy Đỗ Đức Huy. Kẻ này còn dùng chân đạp liên tục vào người, mặt khi Đại úy Công an bị ngã xuống đất. Ngay sau đó, kẻ này bị quần chúng khống chế. Đại úy Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Di trong trạng thái hôn mê. Do vết thương quá nặng, Đại úy Huy đã được chẩn đoán tụ máu não, chấn thương cột sống và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Theo điều tra của cơ quan công an, xác định kẻ tông xe là Ngô Quốc Hưng, cư trú tại phường Phước Hội, thị xã La Di. Hưng đã sử dụng ma túy, chạy xe máy tông thẳng khiến Đại úy Công an đang làm nhiệm vụ chấn thương sọ não, hôn mê. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Di tiếp tục điều tra.